Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em vừa nhận được một chiếc vang của hãng AB, model là K9600, kèm theo cái bộ mic BCE của một bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và bác này thì cứ nghĩ rằng là có khi là do cái mic của mình nó chưa hay, cho nên rằng là có khi phải mua cái bộ mic khác. Thế thì em cũng thử nhanh và làm sơ bộ một cái cấu hình để cho bác này có thể yên tâm rằng là bác không phải đổi mic. Và hiện giờ là đang dùng chiếc vang số này cho một đôi loa BMB 2000 xe hàng mới chính hãng và một đôi loa full hàng bãi Bát 20 BF8+. Thì em thông báo nhanh với lại bác này là bác không phải đổi mic, bởi vì cái mic BCE này là nó cũng tương đồng như Bio, chất âm cũng tương đối tốt. Thế nhưng mà do cái vấn đề mà là cài chiếc vang này là nó chưa hay, cho nên rằng là bác này sử dụng cảm thấy là nó lệch lạc và effect, và cái phần mic ấy là nó rất bí. Cho nên là nhiều các anh em ấy nhiều khi là mua vang đắt tiền, nằm trên những thiết bị đắt tiền, nhưng mà cài một chiếc vang chưa hay thì cứ nghĩ rằng là như vậy là do cái thiết bị đấy nó chưa phù hợp, thì lại như vậy là muốn thay đổi về cái thiết bị khác. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà căn chỉnh vang số, rất nhiều chiếc vang số, kể cả vang số rẻ tiền, em cũng đã test các cái vang số mà các anh em gửi đến ấy, thì rất nhiều những chiếc vang số là do cài đặt trên chiếc vang số chưa hay, dẫn đến cái việc người sử dụng cảm thấy là như vậy là do mic hay là do loa hay là do đầy, nhưng mà chính ra là do chiếc vang. Cho nên em cũng test nhanh để cho như vậy là bác này có thể là yên tâm là khi mà đã gửi cho em mà có cả mic nữa thì có lẽ rằng khi nhận lại sẽ có một chất âm nó khá hay. Bởi vì cái dòng vang số của AB là cái chất tự nhiên của nó là khá hay rồi, nhưng mà cái việc căn chỉnh chiếc vang số này thì nó đòi hỏi kinh nghiệm. Chứ còn nếu mà làm không nghiệm ấy thì cái dòng vang số này ấy, đắt tiền nhưng chẳng ra gì đâu. Em rất hay nhận được dòng vang số của hãng AB từ những cái model đời cũ như là K1000 cho đến 1025 mã. Cho nên các cái dòng vang đời mới bây giờ như là K9008 hay là 9900, nói chung là gần đây thì có rất nhiều cái dòng vang số của AB gửi cho em. Bởi vì là các bác anh em nghe nói là nó hay nhưng mà sử dụng không hay được. Thì đây nó là cái cấu hình cũ này, cũng sơ bộ test luôn ở trên cái bộ mic của bác này để bác này có thể nghe được cái cấu hình cũ này. Và các bác nhìn thấy là cái volume mic vẫn để như cũ này. Và đây nó là cái cũ. Đây là cái cũ. Đây này, gọi cái cũ ra này. Gọi cái cũ này, karaoke 1 này. Gọi cái cũ ra này. Đây là cái cũ này. Effect này. Đây này, phần main này. Đây là phần main này. Phần main. Thì test âm thì cơ bản là nhìn vào cái mic này, nhìn vào effect này và nhìn vào main này. Đây cái effect này. 1, 2, 6, 9. Và em đang kết nối ở trên loa BMB 880 nhé. Là một cái dòng loa mà nó tương đồng như là 2000 xe. 1, 2, 6, 9. 1, 2, 6, 9. Đây là cấu hình số 1 này. Tiếp đến nó là cấu hình số 2 này. Cấu hình số 2. Bây giờ các bác sẽ nghe được cái chất âm của cấu hình số 2 này. U số 2 này. Gọi ra xem nào. U số 2. Đây. Mic vẫn để bypass này, effect này, main này. Main không căn chỉnh gì nhá. Đây cấu hình số 2. 1 2 6 9. 1 2 6 1 2 6 9. Một chiếc đồng mic nó nặng trịch như này thì làm sao mà sử dụng được. Cái volume mic vẫn để 20 này. Để tiếp đến cái 3 này. Cái 3 là cái nhạc này. Cái 3 này. Xem nào. Mic vẫn để là bypass này, effect này, main này. 1 2 6 9. 1 2 6 1 2 6. Với một chất mic như thế này làm sao sử dụng được. Xem là cái 4 này. 1, 2, 3, 4 này. Đàn kè. Một dòng vang số cao cấp của AB. Đây các bác thấy ABK9600 này. Kèm theo cái bộ mic BCE. BCE. Đây là của cái bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Các bác ở các tỉnh xa gửi đến thì các bác có lẽ cũng rất sốt ruột. Cũng ngóng theo từng ngày từng giờ. Trong cái quá trình mà em làm. Thì em thử nhanh để cho bác này bác nắm được là cái cũ nó như nào. Và đây là cái 4 này. Các bác thấy này.
căn chỉnh một chiếc văng số như thế này thì làm sao sử dụng được. Đây. Cái 4 này. 1 1 1 cái 4 là không có tiếng à? À đây. Cái 4 là cho chắc là nghe nhạc, mic để về 0 này. Cái 4 là mic để về 0 này. Mic để về 0, để 20 xem sao nào. 112 126 116 126. Như thế này làm sao sử dụng được. Và đây là một cái cấu hình mà em làm sơ sơ này, KTV1 nhé. KTV1 này, các bác sẽ thấy được cái cấu hình này. Đây là cái cấu hình mà em làm sơ bộ này. Các bác sẽ thấy được này. Mic này, effect này, main này. Đây, phần main này. Phần main cũng chưa căn chỉnh gì đâu. Các bác sẽ thấy được. Phần mic thì vẫn để về chế độ bypass này, chưa căn chỉnh gì này, chỉ có cắt thấp bắt cao này. Effect này, các bác có thể là tham khảo phần effect luôn nhé. Phần main này. Đây, phần main. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Đấy là cái cấu hình của em làm, và mic vẫn để 20 này, cái effect tổng 36 này, và mic chưa căn chỉnh gì này. Có lẽ rằng sẽ cắt cao lên một chút nữa là đẹp này. Cắt cao lên chút nữa, tầm khoảng 70 là đẹp. Tầm 70. Đây, mic cắt lên 70 nhá, thử lại này. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 4, 7, 10. 2, 3, 5, 6, 9. 1, 2, 6, 9. 4, 7, 10. 2, 3, 5, 6, 9. 1, 2, 6, 9. Các bác có thể là tham khảo cái phần effect em làm ở trên cái dòng văng số ABK96 này. Đây là phần effect. Thì cơ bản một chiếc văng số hay hay không ấy là cái phần effect này này. Thế còn cái phần equalizer của phần mic ấy là chúng ta sẽ nắn dần. Đây cái phần main này. Phần main có làm chế độ limit compressor này. Và các bác sẽ có thể là tham khảo phần main này. Thế còn cái cấu hình cũ. Cấu hình cũ như thế này thì làm sao mà dùng được. Đây là karaoke là cấu hình số 1 này. Đây cấu hình số 1. Cấu hình số 1 này. Đây các bác xem này. Music này, đây là phần music này. Phần mic này, mic thì để bypass này. Effect này. Đầu ra này, để các bác thấy. 1 2 6 9 1 2 6 1 2 6 1 2 6 9. Làm sao mà sử dụng được. Và bây giờ các bác sẽ nghe lại cái cấu hình âm làm này. Một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu, chín, một, hai, sáu, chín, một, hai, sáu, chín. Thì rõ ràng là các anh em khi mua những thiết bị đắt tiền, kể cả vang số đắt tiền, ham đẩy, ham mic đắt tiền, loa đắt tiền, nhưng mà cài đặt một chiếc vang số chưa hay ấy, thì có lẽ rằng là khó sử dụng rồi. Thì đây là em thử nhanh để cho các bác ở trong Hồ Chí Minh này, bác có thể là cảm thấy yên tâm. Khi mà đã gửi văng số đến cho em căn chỉnh lại, chắc chắn là khi nhận lại sẽ có 4-6 chế độ bác này có thể gọi ra dùng, thì có lẽ rằng là sẽ tương đối tốt với cái thiết bị mà bác ấy đang dùng.